có bao nhiêu đủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong buổi sáng hôm nay thì cũng rất là xin lỗi mọi người là thực sự thì bên công ty truyền thông Tấm Vác Cám cũng là đơn vị nhận được chỉ định thầu cho toàn bộ lễ hội thổ cẩm. Và buổi tối nay sẽ là buổi bế mạc nên tất cả ekip múa cũng như ca sĩ và diễn viên đều phải tập sân khấu, và tôi thì vừa từ ngoài sân khấu trở về đây. Và với những cái thông tin trái chiều trong cuộc thi, với một kết quả mà có lẽ là mọi người rất là bất ngờ, thì tôi cũng muốn là buổi chiều ngay ngày buổi chiều ngày hôm nay để gặp gỡ tất cả mọi người để chia sẻ được một chút về cái tâm tư cũng như cái tổ chức của cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Việt Nam năm 2020. Ngay từ khi bắt đầu xin giấy phép và tổ chức thì định hướng của ban tổ chức cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Việt Nam, mình đang nắm một cái cuộc thi mang tên du lịch và đứng chữ Việt Nam, rất có giá trị về mặt quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra quốc tế. Năm đầu tiên, thông điệp của ban tổ chức đưa ra đó là hội nhập quốc tế. Năm đó thì nếu như tất cả các anh chị báo chí truyền thông ở đây đều quan tâm và đều biết thì Đỗ Trần Khánh Ngân đã là người cùng năm đó đăng quang Hoa hậu toàn cầu và đã đưa đi vào kỷ lục nhan sắc của Việt Nam. Và đó là hoàn thành một cái trách nhiệm của một ban tổ chức khi nắm giữ bản quyền Hoa Khôi Du lịch Việt Nam là hội nhập được quốc tế. Khi sau 3 năm với rất nhiều đắn đo và suy nghĩ thì tháng 12 năm 2019, ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức vào năm 2020 sau khi có rất nhiều những suy nghĩ và chọn một cái đề án, viết đề án để trình Bộ Văn hóa. Năm nay thì với thông điệp quay trở lại với nội địa, quay trở lại với Việt Nam, bảo tồn di sản văn hóa và quảng bá những cảnh đẹp của Việt Nam. Và khi chọn như vậy thì rất nhiều ý kiến trong Bộ Văn hóa cũng như Cục Nghệ thuật đóng góp ý kiến là nếu như chọn như vậy thì mình sẽ chọn tỉnh nào làm chung kết. Và tôi đã đưa ra một cái suy nghĩ là nếu như đem đến Quảng Ninh, đem đến Đà Nẵng, đem đến Nha Trang thì tất cả những cái di sản về du lịch đã được công nhận, đón nhận rồi. Và rất nhiều người biết, các công ty du lịch của Việt Nam và quốc tế cũng đã biết rồi. Thì tôi quyết định chọn hai tỉnh, đó là Yên Bái và Đắk Nông. Hai vùng đất, một vùng phía Bắc và vùng phía Nam, vẫn còn nghèo, vẫn còn rất nhiều ít người biết đến những cái tài nguyên thiên nhiên mà có. Nên tôi quyết định chọn hai tỉnh, nhưng vì một vài lý do của tỉnh Yên Bái về lễ hội nên là không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Nên tôi đã quyết định chọn Đắk Nông là tỉnh duy nhất làm bán kết và chung kết cuộc thi. Và cũng rất là may mắn khi tôi chọn được Đắk Nông thì có nghĩa là cũng đồng nghĩa là tháng 7 vừa rồi, Đắk Nông đã đưa công viên địa chất được công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Và đó là trách nhiệm của ban tổ chức khi tổ chức và bảo tồn thiên nhiên, di sản và cái tên Thanh Âm Trái Đất được đặt từ đấy. Và để chuẩn bị cho cuộc thi này thì chúng tôi, ban tổ chức cũng như tất cả ekip đều mong muốn là sẽ chọn một gương mặt để đào tạo và để chọn ra để làm hình ảnh du lịch cho Việt Nam. Với một cái áp lực rất là lớn, các tỉnh thành hiện tại đang tổ chức các cuộc thi về du lịch rất là nhiều. Ví dụ như Người Đẹp Quảng Bình, rồi Người Đẹp Đồng Nai, Hoa Khôi Du lịch Đồng Nai. Và sắp tới trong năm 2021 thì sẽ có là Người Đẹp Phú Yên, Hoa Khôi Du lịch Đà Nẵng. Và trách nhiệm của ban tổ chức là đang giữ bản quyền Hoa Khôi Du lịch Việt Nam. Cái áp lực lớn nhất là tìm được một người có đầy đủ yếu tố để đứng giữ được cái vai trò trách nhiệm quảng bá làm đại sứ hình ảnh du lịch cho Việt Nam. Thì ban tổ chức cũng đã trao đổi và năm nay đồng ý cho tất cả các bạn sinh viên của các trường đại học để tham gia về phần thi sơ khảo. Sau khi tham chọn được vòng sơ khảo vào vòng Hà Nội và đầu thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự ban tổ chức cũng thú nhận một điều mà năm nay chúng tôi khi chọn cũng vì là dịch Covid, cũng vì là những rất nhiều yếu tố khách quan của dịch mang lại, chúng tôi không có thời gian để chọn những thí sinh mà có thể là đạt được cái yêu cầu của ban tổ chức đề ra trong đề án. Và năm nay thì khi ngay sau khi làm thì tất cả các bạn sinh viên, có những bạn thì vào lúc sơ khảo thì các bạn lại không có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. Nên là khi hồ sơ thì trong khuôn khổ của một cuộc thi chúng tôi đã làm đúng theo đề án và chọn đúng theo yêu cầu mà mình đã tuân thủ theo cái nghị định 19. Và khi vào chọn được tất cả các thí sinh vào vòng bán kết và chung kết thì có 35 thí sinh. 35 thí sinh này hội tụ được tất cả yếu tố của vòng bán kết và vòng chung kết cuộc thi. Và
Ngay sau khi vòng chung kết bán kết được tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh thì có 5 bạn xin rời cuộc thi vì lý do gia đình, và chúng tôi có đầy đủ những văn bản mà các bạn khi gửi lại cho ban tổ chức là lý do tại sao không tiếp tục đồng hành với cuộc thi. Và chúng tôi tôn trọng tất cả các thí sinh. Bước vào vòng bán kết và chung kết tại Đắk Nông thì thật sự bản thân tôi cũng như tất cả ekip thực hiện chương trình đều rất muốn tìm để đào tạo cho một ngôi vị cao nhất. Và đặc biệt tôi cũng đã đưa ra ngay từ đầu là năm nay nếu như các cuộc thi khác chỉ chọn top 3, top 5 để làm đồng hành với ban tổ chức thì tôi đã chủ động năm nay chúng tôi sẽ chọn top 10, tại vì bảo tồn văn hóa và quảng bá về di sản của Việt Nam thì không phải là một người hay là ba người mà cần một sự đồng lòng của rất nhiều người. Nên tôi quyết định là năm nay top 10 và top 5 sẽ đồng hành với ban tổ chức trong suốt quá trình 3 năm sau với chủ đề Thanh âm trái đất. Đêm chung kết được mở ra cho chủ đề Thanh âm trái đất chứ không phải Thanh âm trái đất chỉ nằm trong cái vòng chung kết. Bên tôi đã chọn và chọn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đặt một bài hát riêng cho mở màn chương trình, đó là Màu xanh yêu thương. Và bài hát đó là một thông điệp để truyền tải toàn bộ hình ảnh đấy, thông điệp đấy cho 3 năm kế tiếp. Tôi không biết những ban tổ chức khác tổ chức cuộc thi thì người ta quan trọng hậu cuộc thi hay không, nhưng với tôi thì cuộc thi sau hậu cuộc thi đó là một điều tôi rất quan trọng, vừa đào tạo vừa giữ gìn hình ảnh. Các bạn còn rất là trẻ và cũng có những cái bồng bột. Ban tổ chức thì không chỉ là làm cuộc thi không, và còn những hoạt động khác về văn hóa. Nên chúng tôi rất quan trọng hậu cuộc thi để quản lý ra sao, hoạt động như thế nào để giữ được cái hình ảnh của một hoa khôi du lịch Việt Nam lần thứ hai. Đó là rất nhiều những cái suy nghĩ và chọn lựa. Có thể ngày hôm qua tất cả mọi người cũng bất ngờ với một quyết định như vậy, nhưng mà tôi thì hoàn toàn cảm thấy mình đã chọn đúng. Và tôi rất mong là không phải là cứ phải danh hiệu cao quý nhất mới thực hiện được cái nhiệm vụ đấy. Và thật sự ngày hôm qua thì tôi muốn có tìm được một người. Và thật sự từ hôm bán kết xong các thí sinh thi, các em hiện tại thì cũng so với một cuộc thi thì các em đã đáp ứng được cái yêu cầu trình diễn của ban tổ chức. Nhưng so với một ban tổ chức đang giữ cái bản quyền Hoa khôi du lịch Việt Nam thì nó vẫn còn rất nhiều những cái yếu tố mà ban tổ chức cảm thấy chưa đáp ứng được để đứng lên ngôi vị cao nhất. Và tôi cũng rất là tin rằng là với cái trọng lượng của mình cộng với lại sự đóng góp của ban giám khảo cũng như là người cái gì nhắc dạy tất cả các thí sinh thì đồng ý rằng là nếu như mình chọn một ngôi vị hoa khôi trong cuộc thi hôm nay thì thật sự không biết là bạn nào sẽ đăng mang được bảng điểm của ban giám khảo cũng như ban tổ chức rất là tương đồng ở top 10 và top 5. Nên tôi nghĩ là nếu như tất cả các giải thưởng khác họ đều có một mùa giải, họ không trao được giải vàng, giải nhất vì yếu tố khách quan mang lại đó là các hạng mục dự thi, thì thí sinh trong các hoạt động nghệ thuật cũng như là ban tổ chức của thí sinh người đẹp thì chúng tôi cũng toàn quyền được quyết định rằng nếu như không tìm thấy một người đúng đứng để đảm nhận được một cái vai trò như vậy thì chúng tôi cũng bỏ ngỏ cái danh hiệu hoa khôi. Nhưng không có lẽ là không có hoa khôi có nghĩa là cuộc thi sẽ có vấn đề về mặt tổ chức và truyền bá hình ảnh về du lịch Việt Nam. Và tôi tin rằng top 5 ở trên sân khấu và tất cả các anh chị báo chí đã nhìn thấy cộng với top 10 tất cả những giải phụ, tôi tin rằng với một dàn thí sinh như vậy, đồng đều như vậy và mỗi người có một cái cá tính riêng thì sẽ giúp ban tổ chức lan tỏa được cái hình ảnh bảo tồn di sản và giữ gìn cái tài nguyên theo đúng chủ đề của ban tổ chức đề ra. Và tôi cũng đã hội ý với ban giám khảo ngay sau khi top 5 phỏng vấn xong. Tại vì đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người nói là thế ban giám khảo rời khỏi bàn giám khảo mà đi vào hậu trường với ban tổ chức. Điều đó thì cũng làm cho tôi, tất cả mọi người đều nói rằng là tại sao lại có một cái quyết định như vậy. Thế tôi cũng đặt lại một câu hỏi, thế tại sao mọi người không đặt lại một câu hỏi lại là tại sao rất nhiều các cuộc thi lúc nào cũng phải có danh hiệu và lúc nào cũng phải rất nhiều giải phụ, thì tại sao khi ban tổ chức là một đơn vị tổ chức độc lập, ngân sách, nguồn ngân sách xã hội hóa và tuân thủ luật pháp Việt Nam thì tại sao mình không được chọn một người và chọn những người đồng hành với mình trong 3 năm đáp ứng được cái yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Và tôi cũng, tất cả mọi người thì cũng biết thì công ty truyền thông Tấm Da Cám thì không chỉ hoạt động trong lĩnh vực mà về người đẹp không,
Hiện tại chúng tôi có những cái đề án trình với Bộ Văn hóa về bảo tồn di sản. Và đề án đầu tiên mà tôi đã trình và đã được chuẩn bị là đồng ý là đưa văn hóa chèo về Đình Làng. Và cái đó là cái mà ban tổ chức cuộc thi hoa khôi du lịch, ngoài quảng bá hình ảnh du lịch cho các vùng đang cần sự đầu tư về hạ tầng du lịch, bảo tồn thiên nhiên, thì chúng tôi cũng muốn là tham gia vào hoạt động bảo tồn về các di sản, về văn hóa mà đang được không quan tâm. Đó là cái thông điệp mà ban tổ chức mong muốn rằng sẽ không chỉ là cương vị hoa khôi hay là muốn ai phải giải nhất, phải ai là phải đăng quang thì mới thực hiện được cái trách nhiệm đấy. Nên là tôi đã, tối hôm qua thật sự tôi cũng rất là lo lắng vì một tuần nay là không biết sẽ ai là người. Sau khi bán kết xong thì tôi cũng đã gặp gỡ từng thí một top 5 thí sinh một, trao đổi riêng. Và chỉ có ban tổ chức cũng như những ban giám khảo và ekip công ty thực hiện đồng hành cùng với các thí sinh. Ngày hôm qua tất cả mọi người đều thấy phần trình diễn của các thí sinh trên sân khấu rất đẹp, rất lung linh. Nhưng thật sự thì bản thân tôi cũng rất là lo lắng về giữ cái bản quyền hoa khôi du lịch Việt Nam. Chứ không phải là mình tổ chức ra rồi mình muốn làm như thế nào cũng được. Đó là cả một ekip chuyên nghiệp đằng sau, những công ty hàng đầu về sản xuất. Nên là tất cả mọi người đều rất là mong là tôi sẽ tìm ra được một người nào đó. Nhưng cuối cùng quyết định thì tôi lại quyết định không. Tại vì tôi kêu là trách nhiệm của em khi quyết định, em chịu toàn bộ trách nhiệm về vấn đề này. Nên là hôm qua thì báo chí hôm nay rồi tất cả mọi người thì rất là trái chiều. Nhưng mà tôi nghĩ là khi đưa một đề án ra trình với Bộ Văn hóa, cộng là một công ty tổ chức, thì cái trách nhiệm của ban tổ chức sau cuộc thi cực kỳ quan trọng. Trách nhiệm của một hoa khôi cũng như tất cả mọi người cực kỳ quan trọng trong những top 5 và top 10. Thì tôi rất mong là tất cả các bạn ở đây, top 5 và top 10 sẽ đồng hành với ban tổ chức trong hoạt động quảng bá văn hóa và bảo tồn thiên nhiên, giống như thông điệp của cuộc thi đêm chung kết mở ra cho 3 năm sau, chứ không phải là trong đêm chung kết và trong khuôn khổ của cuộc thi không. Và ở đây thì các bạn giải top 10 thì có nhiều bạn như là Hoàng An, và bạn ấy nói là chị ơi, thông báo với lại bạn ấy có thể thông báo với lại ban tổ chức là em thì cũng đang phải đi du học, đúng không? Bạn đang phải bận học thạc sĩ, nên là nếu như mà có đưa em vào vòng trong thì em cũng không thể theo được hết ban tổ chức theo cái lịch, theo cái hợp đồng mà yêu cầu. Đó, có những bạn thì lại có những cái lý do rất là riêng và bạn cũng chia sẻ luôn với ban tổ chức là như vậy. Thế nên ra là chúng tôi cũng rất là băn khoăn khi chọn những gương mặt mà đồng hành với ban tổ chức đủ cả sắc và đủ cả tài, và để truyền tải được cái hồn văn hóa của dân tộc và bảo tồn được thiên nhiên. Đó là cái mà tôi rất mong muốn thực hiện ở những nhiệm kỳ sau, và đặc biệt là 10 bạn ở đây sẽ thực hiện được tròn cái trách nhiệm như cái thông điệp của ban tổ chức đưa ra. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Thực ra thì thực ra thì điểm sự thất bại hay thành công trong cuộc sống nó không phải là cái đỉnh cao, mà nó là một hành trình. Đối với tôi là như vậy. Và hành trình đó tôi hoàn toàn đồng ý và mãn nguyện với cái hành trình mình đang chọn. Còn nếu như cứ phải là phải lên đỉnh cao thì mới là thành công thì điều đó hoàn toàn. Và tôi áp dụng cuộc sống của tôi vào trong cuộc thi, vào những cái gì tôi đang làm. Nếu mà đây là phần thi ứng xử là chị đạt giải rồi. Cảm ơn chị. Vâng ạ, em rất là cảm ơn các chị nhà báo. Cảm ơn con học chị báo chí. Em xin được trả lời là kết quả ngày hôm qua khi mà không có hoa khôi thì em cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Nhưng mà em cảm thấy là em tôn trọng cái quyết định và cái quyết định của ban giám khảo với trưởng ban tổ chức ạ. Cảm xúc của em thì em cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc khi mà được nhận giải Á Khôi 1. Em nghĩ là em sẽ sử dụng hình ảnh của mình để lan tỏa tất cả mọi người. Lần đầu tiên cho em được phép gửi lời chào đến các anh chị báo chí. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Kết quả ngày hôm qua thật sự rất là bất ngờ, không chỉ riêng gì đối với em, Á Khôi 1 và tất cả các bạn thí sinh. Nhưng mà em cảm thấy là sự dù là kết quả gì đi chăng nữa thì đó cũng là cái quyết định của ban giám khảo, ban tổ chức, và em tôn trọng cái quyết định đó. Và ai trong số chúng em ngồi đây
thì cũng đã đều rất là xứng đáng. Và em và Áp Vô 1 sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và trao dồi thật là nhiều kiến thức, và sẽ cùng với ban tổ chức xây dựng cái nền du lịch của Việt Nam ngày càng tân tiến, ngày càng phát triển và vững mạnh. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn các em, các chị xin được mời phát biểu. Em xin cảm ơn đến lời câu hỏi của các anh chị đồng chí ạ. Thì với em, với một là một thí sinh nằm trong top 30 các thí sinh tham gia Miss Tourism năm nay, và cũng như là may mắn được lọt vào top 5, rất là vinh dự cho em là đã được lọt vào top 5, mà em từ trước đến nay em cũng chưa bao giờ nghĩ tới là em có thể tham gia một cuộc thi sắc đẹp cũng như là có thể lọt vào top 5, tại vì đây là lần đầu tiên mà em tham gia một cuộc thi như thế này. Và ngày hôm qua khi mà biết kết quả là sẽ là không có hoa khôi, thì đầu tiên thì cũng như tất cả các bạn khác em cũng rất là bất ngờ, nhưng mà sau đó thì em cảm thấy là hai vị trí cao nhất là Á Khôi 1 và Á Khôi 2 đều rất xứng đáng cho hai chị bên cạnh em đây. Tại vì như chị Hải, Á Khôi 2 thì chị là một người mà đã cùng em từ lúc mà khi bước vào trong cái top 30 ấy, thì chị luôn là người giúp đỡ em rất là nhiều, và em cảm thấy rất là vui cho chị, bởi vì từ trước đến nay trong cuộc thi này em cũng khá là ít bạn, tức là các bạn ấy thích người ạ, thì chị Hải luôn là người mà đến bên cạnh em nói chuyện với em và giúp đỡ em rất là nhiều. Từng phần thi một thì chị cũng luôn là người giúp đỡ em. Em rất là vui cho chị cũng như là bạn Minh Anh bên cạnh chị Hải đây. Cả hai kết quả đều rất là xứng đáng ạ. Và còn cái vị trí hoa khôi thì em nghĩ là đây cũng là một quyết định rất là sáng suốt của ban tổ chức, tại vì là em nghĩ rằng với một vị trí cao nhất như vậy thì phải chọn một người thật là xứng đáng. Và em nghĩ có thể là năm nay các thí sinh chưa đủ mạnh, cũng như là chưa đủ có thể là bộc lộ những cái tài năng hay là những cái đặc điểm, như gọi là những cái mà hội tụ cho một hoa khôi. Thì em nghĩ là năm nay không có thì năm sau sẽ có, và chắc chắn là như vậy. Cảm ơn em. Và đứa của em đó là Thư và Cả Diệp cùng nắm tay nhau. Và em cũng nói với các bạn là trong ba người thì ai cũng đều xứng đáng, và tất cả mọi người ở đây đều rất là xứng đáng. Vì ai cũng rất là nỗ lực để có thể giành được những thứ mà bản thân mọi người xứng đáng. Vì vậy là em cảm thấy kết quả về hôm qua thì với hai chị Khôi thì mình rất là xứng đáng, bởi vì hai bạn ấy vừa tài năng vừa xinh đẹp. Và khi mà không thể tìm ra được hoa khôi của năm nay thì em nghĩ đấy cũng là một lý do rất là đặc biệt của ban tổ chức, vì vậy em luôn tôn trọng cái lý do đấy. Và em nghĩ là có thể là năm nay các thí sinh chưa đúng yêu cầu của bên ban tổ chức, và bên ban tổ chức có thể cần tìm một nhân tố nào đấy thật sự là bứt phá và nổi trội hơn hẳn. Vì vậy là em cảm thấy kết quả ngày hôm qua là em rất hài lòng và rất vui vẻ. Cảm ơn các em. Ta có thể một vài cái điều cười trên khuôn mặt các bạn đúng không? Và em hãy chia sẻ cảm xúc của mình và trả lời câu hỏi của em chị. Đầu tiên thì em xin cảm ơn anh chị báo chí ạ. Và em xin chúc mừng hai bạn đạt Á Khôi 1 và Á Khôi 2 trong cuộc thi ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua bọn em có nằm trong top 5 và cũng nhận được kết quả là không có hoa khôi, thì lúc đầu cũng rất là bất ngờ, nhưng mà lúc sau bọn em cũng suy nghĩ lại thì bọn em cũng thấy là tất cả những quyết định của ban tổ chức đều có lý do của nó, và bọn em nghĩ là bản thân mình chưa thực sự là hoàn chỉnh, chưa thực sự tốt để ban tổ chức có thể tin tưởng và giao cho mình cái nhiệm vụ cao cả đấy. Nên là em nghĩ là bọn em sẽ phải hoàn thiện thêm bản thân mình hơn để có thể xứng đáng với danh hiệu top 5, cũng là một danh hiệu rất là cao quý. Đúng rồi. Tại vì khi mà tôi nói là năm nay thì thôi, tất cả các top 10 và top 5 sẽ đồng hành cùng với ban tổ chức. Và đó là một cái thông điệp mà ban tổ chức đưa ra là trong bài hát mà của anh Đàm Vĩnh Hưng, nếu tất cả hôm nay tôi giải thích luôn tất cả những cái gì mà tôi đã dự định và làm, thì một bàn tay thì không có thể làm lên tất cả, nhưng triệu bàn tay sẽ làm lên nhiều điều. Và cộng với những cái bảng điểm của ban giám khảo nữa và quyết định của tôi, thì tôi quyết định là khi ban tổ chức một cuộc thi, không nhất thiết phải có đương kim, không nhất thiết phải có những cái mà theo thông lệ như bình thường, mà muốn sự đồng hành của tất cả các thí sinh, trách nhiệm của tất cả các thí sinh vào vòng chung kết, để tất cả thí sinh và mọi người để cùng nắm tay cùng làm.
chứ không có chỉ nhắm vào là à bạn đó là hoa khôi, bạn đó đẹp, bạn đó xấu, rồi bạn đó lại đi so sánh với Khánh Ngân. Thì cái thông điệp là nó một cái thông điệp chung. Và ngày hôm qua thì khi tôi đưa cho anh Duy cái này thì anh Duy hơi bị choáng. Tất cả chữ ký đồng ý về không, không chấm, không đưa người nào sẽ là hoa khôi. Và bên tôi thì toàn bộ quyết định thành lập ban giám khảo và ban tổ chức. Và nếu như mọi người tìm hiểu sâu về cái đề án cũng như cái nghị định 19 ấy, thì cái người chịu trách nhiệm chính cho cuộc thi vẫn là trưởng ban tổ chức. Và tất cả thí sinh đồng hành chung với ban tổ chức thì cũng là ban tổ chức phải có trách nhiệm với người đoạt giải cao. Làm sao trước đó họ là một người như thế nào thì không cần biết, nhưng khi bước từ chân vào cuộc thi và bước ra, họ là một người hoàn thiện hơn, học hỏi được nhiều cái hay hơn và sống có ích hơn. Thì tôi suy nghĩ thì tôi cũng từng là một người con gái, trước khi là một người phụ nữ thì tôi cũng suy nghĩ đơn giản thôi, nếu như mình có những cái hoạt động như thế nào đó để nó có ích hơn thì mình dành một ít thời gian ra, tại vì ai cũng có cuộc sống riêng hết. Nên mọi người cứ đặt nặng, rất là nặng cái giá trị, rất là nặng là thuần phong mỹ tục, rồi yêu cầu các em phải thực hiện những cái trách nhiệm rất là nặng. Thì ban tổ chức của tôi thì không lại yêu cầu thí sinh như vậy.